này biết đi vệ sinh đúng chưa anh? Biết, cứ cho nó cái thảm. Về cho nó cái thảm bé, cho nó hai cái thảm nhá. Vâng. Nó thích vệ sinh trên cái thảm nào thì nó vệ sinh trên thảm đấy, còn một thảm nó sẽ nằm. Vâng. Tức là cái thảm ở trên nhà mà video anh hay quay ấy. Vâng. Là cái thảm là anh để chỗ cho chúng nó đi vệ sinh. À vâng. Tức là nó sẽ đi vệ sinh vào cái thảm đấy, để cho nó ướt nhà. Chứ không phải là thảm để cho nó nằm đâu. Bởi vì hôm Khang nó đón con Nancy về ấy, là ông bảo là ngoan lắm anh ạ, mỗi tội là đi vệ sinh không đúng chỗ. Vâng. Bảo sao lại thế? Thì em cho nó cái thảm nằm, nó lại tè luôn ra cái thảm. Báo nó tè ra thảm là đúng rồi, bởi vì ở nhà anh để thảm là để cho nó tè mà, chứ có phải để cho nó nằm đâu. Khang kêu suốt ngày phải hốt đi để ấy mà. Thì bảo là về nhà nhá, mua hai cái thảm, một cái thảm to. Vâng. Cứ chỗ bán thảm nó sẽ bán một. Vâng. Cái thảm to và một cái thảm bé. Vâng. Cái thảm lau chân bé. Vâng. Thì cho hai cái thảm đấy thì nó sẽ vệ sinh vào một cái. Vâng. Nó sẽ nằm vào một cái. Vâng. Kệ nó. Còn sau nó vệ sinh vào cái thảm nào thì cất cái thảm còn lại đi. Nếu mà nó cứ vệ sinh vào một cái thì để một cái đấy làm cái thảm vệ sinh của nó, thì là mình sẽ di chuyển cái thảm ấy ra cái chỗ nó đi vệ sinh mà mình muốn. Vâng. Giả sử muốn nó vào nhà tắm đi vệ sinh thì mình sẽ di chuyển dần cái thảm hôm nay để ở đây, thì ngày mai nhích ra một đoạn để vẫn ở trong khoảng nhìn của nó. Tiếp theo nhích dần đến cho nó vào nhà vệ sinh thì thôi. Vâng. Trong mấy ngày thì nó sẽ đi vệ sinh vào nhà vệ sinh. Về sau khi nó vệ sinh trong nhà vệ sinh rồi thì bỏ cái thảm ra, nó vẫn vào đấy nó đi vệ sinh. À, vâng. Thì nó sẽ biết. Tức là cái thảm đấy là chỗ để nó đi vệ sinh đấy, chứ không phải là ấy đâu. Còn bây giờ dịch cái này thì em đưa sang, ví dụ em nhà đối diện em có cái hồ em đưa sang, sợ có bị dịch không? Hay là thôi cứ ở trong nhà. Dịch này tốt nhất là tuần đầu tiên cứ ở trong nhà. Ở miền đợt này dịch này là dịch ở miền Nam thì nặng, chứ miền Bắc thì này không thấy gì mấy, nhưng mà tốt nhất là mới về 2 tuần đầu không nên đưa đi. Còn nếu mà đưa đi là đưa chọn cái lúc không có chó. Vâng. Và đưa những cái chỗ mà ít chó ra đấy. Chứ còn nếu mà không đưa nó ra những cái chỗ ấy mà những con chó khác nó vệ sinh ở đấy, nó mang mầm bệnh nó vệ sinh ở đấy rồi, chó mình đi ra liếm hít ngửi vào thì cũng bằng nhau. Vâng. Thôi, bởi vì nó chó non này là, mà mùa năm nay là nó phát cấp tính. Thôi cô bác ở nhà hai ngày tuần nhá, rồi ra hồ nhá. Đối diện nhà có cái hồ luôn. Hồ đấy mà nếu mà không có chó thì cho ra hồ thoải mái. Tại toàn chó ta ăn chạy thì cả ngày thả rông mà anh. Quan trọng là căn được giờ bọn không ở đấy nhưng lại sợ. Không, thế thì nó đi vệ sinh ra đấy thì cũng bằng nhau. Ở bọn chó ta là bọn nó rất là khỏe. Vâng. Chúng nó không bị phát bệnh nhưng chúng nó mang mầm bệnh. Vâng. Chứ nó mang virus nhưng cơ thể nó lại tiêu diệt được, cho nên nó không có bị bệnh đấy. Năm ngoái con nhà em bị một lần đấy. Nhưng thực ra là nó mang mầm bệnh. Vâng. Hiểu như thế. Và các cái dịch chúng nó ấy ra là nó có mầm bệnh. Bên em thì sao? Con đấy mà cứ chạy thoải mái. Chạy cả đi chơi. Nó chạy ra ngoài hả? Vâng. Phương thức cho nó là cái chỗ rèn luyện cho con này. Thì ra bọn này ca lên ca vô anh cũng sợ. Đấy là ấy để cho nó phòng thôi. Nhưng mà tốt nhất là mấy hôm đầu về nhà ấy, cứ 2 tuần đầu là để nó ở nhà không cho ra ngoài. Sau 2 tuần thì cho nó ra. Để cho nó quen môi trường. Đây là nét vét về thành phố Thanh Hóa. Đây là chủ, đây đưa chó cho chủ nhá. Giao dịch thành công, năm có người trả qua vào tầm ngắm của mấy anh em 5 tỷ rồi nhưng mà không bán, hôm nay là trả 7 tỷ cho nên là bán nha. mới xem cái video mẹ lan mẹ, có anh em vào tầm ngắm của anh em rồi nhưng mà anh em trả 5 tỷ cho nên là chưa có bán, hôm nay là chủ trả 7 tỷ cho nên là bán. Giao dịch thành công nhá. 7 tỷ nét vét, 7 tỷ về nhà là phải ngoan nhá, phải mạnh nhá. Đấy, vệ sinh là cứ mua hai cái thảm cho nó, một thảm to, một thảm lau chân và một cái thảm to như của anh. Cái chỗ bán thảm mà nó sẽ bán cả mấy loại. Mua hai cái để nếu mà nó thích nằm thì nó nằm vào đấy, còn nếu mà nó không thích nằm thảm thì để một cái thôi để nó đi vệ sinh thôi. Thật ra mua thảm to này để nó đi vệ sinh thì mình cũng phải lau. Nó đi đá đi đấy nhưng đi nặng thì sao ạ? Đi nặng nó sẽ đi trên thảm ấy luôn. Vâng. Mà đi trên thảm đấy thì nó sạch, lấy giấy vệ sinh bốc là nó sạch luôn. Vâng. Nó chả có mùi gì cả. Em dùng cái thảm ấy là rất là tiện. Nào, giao dịch thành công, bắt tay cái 7 tỷ nét vét nhá. Ok, đây, ra ngoài quán uống nước.